Vừa rồi thì Việt có cùng với Hưng kết một cái viên cốt về mục tiêu. Và đây là một cái mục tiêu mà rất quan trọng với mình trong năm 2024. Thì sau cái Việt thì có thể chia sẻ một chút cái cảm nhận của mình, tức là cái trước khi mà mình bắt đầu viên cốt, cái mục tiêu của mình như thế nào, và sau khi mà cốt xong thì cảm thấy như thế nào. Trước khi mà mình tham gia vào coaching bạn ấy, thì mình thấy rằng là những cái mục tiêu của mình nó chưa được có rõ ràng, nó chưa có đưa ra được những cái cụ thể nhất định, và nó cũng không có mong được một cái sự quyết tâm. Nhưng sau khi mà nghe bạn chia sẻ, như là bạn có chuyện thì cái câu hỏi mà tính chất nó gọi là xoáy vào vấn đề ha, thì mình hiểu được rằng là cái tính chất của mỗi một cái mục tiêu nó sẽ cần rất là rõ ràng. Nó sẽ giúp mình đặt được cái câu hỏi và trả lời những cái câu hỏi mang tính chất là mình đang bị khúc mắc, và mình sẽ tìm ra được cái lời giải đáp đó. Mình cảm thấy rằng trong cái buổi hôm nay mình rất là thích cái phần đo lường, tại vì cái phần đó nó giúp mình giống như là có một cái chìa khóa mở cho mình biết là cái đo lường nó cụ thể như thế mức như nào và chi tiết như thế nào. Còn trước đây mình nghĩ phần đo lường mang tính chất nó chỉ là một cái con số chung chung hay là một cái dữ liệu chung chung, mà nó không phải là nó phải như thế này. Và từ đó thì tất nhiên sau khi mà mình biết đo lường như vậy thì những cái bước tiếp theo mình làm nó rất là rõ, và nó sẽ giúp cho mình cảm thấy rằng mình đến gần với cái mục tiêu đó hơn, và cái sự quyết tâm của mình để hoàn thành mục tiêu đó nó rất là cao. Cao là bao nhiêu phần trăm? Bây giờ lên 100%. 100%. Ok, rồi. Tức là mình hoàn toàn là tự tin cái đó, đúng không? Chinh phục tiêu 2024. Ok. Thế thì tôi nghĩ là sau cái phiên này á, thì ngoài cái việc mà giúp cho cái mình cái mục tiêu này, thì mình còn có được cái điều gì nữa không? Ví dụ như là về cái tư duy, về mục tiêu, về cái để mình có thể thực hiện những mục tiêu khác. Có chứ, chắc chắn là có, bởi vì chúng ta đây nó chỉ là một cái một góc nhỏ của vấn đề nhỏ thôi. Một cái plan mới cho năm 2024 của nó rất là rộng, và nó có rất nhiều yếu tố. Khi tôi làm quản trị con người, tất nhiên con người có rất nhiều mặt, rất nhiều màu, thì cái này cũng vậy. Từ cái bước đệm này thì mình sẽ có thể xây dựng cho mình những cái rõ ràng cụ thể hơn cho cái kế hoạch của năm 2024 hơn. Ví dụ bài toán tài chính cần phải làm cái gì, bài toán về con người mà mình sắp tới mình sẽ đào tạo và cần cái gì, cụ thể như thế nào, và mình sẽ có thể hỗ trợ được những cái người cần đến mình như thế nào để họ có thể giúp mình. Cũng đạt được những cái mục tiêu mà SWOT là mục tiêu cụ thể và khả năng như mình. Đúng rồi. Nó sẽ giống mình, bởi vì sao? Bởi vì mỗi một bài học nó đều sẽ nhân ra thành những cái bài học lớn hơn và lớn hơn nữa, dựa trên những cái bài học đó. Tin là Hưng sẽ giúp được nhiều người đấy. Ok, cảm ơn nhiều.